Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là con Blitz Row 2 nha các bạn. Thì trước đây hôm bữa thì chúng ta đã làm Row 1 rồi. Thì hôm nay dự án đã đăng ký chương trình, nó mới ra mắt Unwrap Row 2. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là tham gia vào Unwrap Row 2 này nhé. Thì con này nó chạy trên nền tảng HecoChain HRC20 nha các bạn. Thì tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được là 20 token Core, tương đương là 20 USD cho giá trị hiện tại mà dự án đưa ra. Và các bạn sẽ nhận được thêm là 12 token coin cho một referral. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn mở cái form này ra giúp mình. Tiếp theo đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì chúng ta join vào kênh Telegram Group. Các bạn ấn vào đường link Telegram Group nhé. Thì các nhóm này chắc bạn nào làm ở Row 1 thì chắc chắn cũng đã join hết rồi ha. Thì bạn nào chưa join thì các bạn tiến hành join vào nhé. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại form. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo, đó là join vào kênh channel. Các bạn vào channel, đường link channel này. Thì ở đây chắc chắn mình cũng đã join hết rồi. Ok, mình đã join rồi, bạn nào chưa join thì join nhé. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại Row 1 Unwrap option and go in. Hình như là ở Row 1 đang phân phối các bạn ạ, đợi mình tí nhé. Row 1 đang phân phối nè các bạn. Phân phối khá là nhiều đấy. Để tí mình check lại xem mình thông báo trên kênh cho anh em nhé. Ok, các bạn tiến hành join vào kênh channel nhé. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại form. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo, đó là join vào kênh liên kết với dự án. Các bạn ấn vào đường link Unwrap 34 nhé. Giờ đây chắc chắn mình cũng đã join hết rồi. Các bạn tiến hành join vào nhé. Bạn nào chưa join thì các bạn tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại boss. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo, đó là follow Twitter. Các bạn ấn vào đường link Twitter. Trên Twitter bạn nào chưa follow thì tiến hành follow nhé. Sau khi follow xong thì các bạn quay trở lại form. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo, đó là retweet lại bài post kèm tag 3 người bạn nhé. Các bạn ấn vào đường link bài viết này nhé. Thì ở cái bài viết này các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn vào mục chia sẻ, chúng ta chia sẻ lại bằng bình luận nhé. Các bạn ấn vào vote tweet, tweet lại bằng bình luận đó các bạn. Sau đó các bạn tag thêm 3 người bạn ở trên hashtag này. Một này, hai này, ba này. Ok, sau khi tắt ba người bạn xong thì các bạn ấn tweet. Sau đó thì các bạn quay trở lại form, chúng ta tiến hành điền lại thông tin như sau. Đầu tiên thì là địa chỉ email. Địa chỉ email thì các bạn điền lại email của các bạn nhé. Sau đó là tiếp theo, đó là yêu cầu chúng ta điền lại username Telegram. Username Telegram thì các bạn vào phần cài đặt setting trên Telegram, các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn lại nhé. Sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây. Các bạn nhớ thêm icon ở trước nhé. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link profile Twitter. Link profile Twitter thì các bạn quay trở lại Twitter. Các bạn ấn về tường nhà, các bạn chọn avatar, các bạn chọn một hồ sơ profile. Sau đó các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn nhé. Chúng ta sao chép lại, sau đó các bạn quay trở lại form. Các bạn dán cái link profile Twitter của các bạn vào đây. Bước tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái link bài viết bạn vừa chia sẻ kèm tag 3 người bạn. Thì các bạn quay trở lại Twitter của các bạn nhé. Thì bên trong trang cá nhân Twitter của các bạn chọn vào phần tweet và reply, tweet và đã trả lời đấy. Sau đó thì các bạn copy lại cái link bài viết bạn vừa chia sẻ kèm tag 3 người bạn này nhé. Thì để copy được cái link bài viết các bạn chọn vào dấu mũi tên lên này. Sau đó các bạn chọn copy link to tweet. Sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái link bài viết đó vào đây. Ok. Bước tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví HRC20 Huobi EcoChain. Thì địa chỉ ví này thì các bạn dùng ví Trade Wallet. Nếu mà ví Trade Wallet của các bạn đã mình nhầm. Địa chỉ ví EcoChain thì các bạn có thể là dùng ví MetaMask nhé. Nếu mà trên ví MetaMask các bạn đã tích hợp mạng Huobi EcoChain thì các bạn có thể là dùng ví MetaMask nhé. Còn không thì bạn nào mà dùng ví MetaMask thì dùng ví MetaMask, còn bạn nào mà dùng ví Token Pocket thì các bạn mở ví Token Pocket của các bạn ra nhé. Thì trên ví token pocket của các bạn thì ở phần ví token pocket nhiều bạn là không hiểu là cách chuyển mạng lưới. Thì các bạn nhìn ở phía góc trên này nè, thì khi các bạn bắt up lại thì ở trên nó có tất cả các mạng lưới trên đây nha. Mạng lưới Huobi EcoChain thì nó có cái logo là Huobi này nha. Thì còn mạng lưới Tron thì nó sẽ có cái logo như thế này. Thì các bạn muốn chuyển chain sang nào thì chuyển sang chain sang đó thôi.
ví dụ như Binance Smart Chain đây này, bạn cứ chọn logo thôi. Thì ở đây là Huobi Eco Chain này, mình sẽ chọn là Huobi Eco Chain này, sau đó các bạn nhấn vào đây thôi, nó là địa chỉ ví của bạn thôi, nó hiện ra là Huobi Eco Chain. Ok, trên ví token pocket thì các bạn chọn vào phần mục resend nhé, các bạn nhấn vào mục resend hoặc là các bạn vào phần HT này, nó sẽ có cái địa chỉ ví cho các bạn thôi, các bạn vào phần resend, sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ ví Huobi Eco Chain của các bạn, sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái địa chỉ ví Huobi Eco Chain của các bạn vào đây. Tiếp theo đó thì who invite you thì ở đây là link red thôi. Thì link red thì ở phần này các bạn điền cho mình là a.heo85 giúp mình nhé. Còn bạn nào mà muốn đi tiện red á thì kêu red của các bạn copy lại cái username Telegram của các bạn, kêu red của các bạn nhập cái username Telegram của các bạn ở phần này thì sẽ thành link red của các bạn thôi nhé. Ok, thì sau khi điền xong thì các bạn kiểm tra lại tất cả các thông tin mà các bạn đã điền đầy đủ hết chưa. Sau đó các bạn kéo xuống đây, các bạn ấn vào nút gửi cho mình tiến hành gửi form đây nhé. Ok, chúng ta tiến hành gửi form đây. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là tham gia vào row 2 của dự án Conlist nhận 20 token con. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.